Quy giới bát thứ ba xin được nhường lại cho Sích MC Nhật Huỳnh. Dạ kính Nhật Huỳnh. Sa thú kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Dạ cảm ơn Minh Quát cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Sích Trần Đạo, Sích Rạng Đông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn cô cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính chào Chí Tá, mến chào Kim Nhung, kính chào Loan Liễu. Má, mến chào Cẩm Vân. Kính chào Nguyệt Chanh Đá, mến chào Xích Tâm Phương. Mến chào Trăng Thư, kính chào Nắng Chiều, kính chào IQM đó, mến chào Châu Phan, mến chào Thi Lâm, kính chào Huyễn Mộng. Kính chào cô Ái Minh, mến chào Sích Rạng Đông, mến chào Thanh Thủy. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có trước máy không? Thanh Thủy có thấy BM của Nhật Quỳnh không? Thanh Thủy ơi, kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Vinh Quát Thanh Á. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng, Kinh Vinh Bách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng để bài thọ tri với và kính chào các trạch tí và vào đạo tràng. Dạ, vậy là Thanh Thủy không có trước mái. Nhật Quỳnh coi vị nào có trước mái. Vậy là Sích Tâm Hương cũng không có trước mái. Vậy là có cô Tệ Duyên trước mái. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, kính chào người phương Nam. Dạ, kính mời cô thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Để ngày tiểu siêu vào không còn mất, không mất thời gian của đạo tràng. Và cô cũng hãy nhìn thấy. Ngày vào thì kết thúc sớm sớm ha. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tịnh Lạc. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời cô. Dạ, sa thú. Kính cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà các cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện. Và bây giờ là giờ cung thỉnh Pháp Sư, kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng tùy di cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Sammasambuddhasabhagavato arahato sammasambuddhasa namo bhagavato arahato sammasambuddhasa chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong quang luôn trời lô mộc đắng nhờ ánh sáng trải hoa lành rải tàn mùi hương pháp ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vân ngậm ngùi khoảng Phật nhận lời nhưng chẳng
quyết lòng mở đạo giải đời, nhắm vườn lộc gia ngày giờ dân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giờ từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được em hướng vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, nhưng điều lợi hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tôi mê đặng trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Gia. Cha con đã thay mặt đạo tràng thỉnh pháp sư vừa xong, và không biết là tọa có vào room chưa hả Nhật Quỳnh? Dạ. Alo alo. Dạ không biết là sư. Dạ cảm ơn. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ con đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi Hoan Hỷ Quang Lâm pháp tọa để thuyết giảng cho chúng con. Nam mô tất sa Phật-vô-a-tô ra-hà-tô sa-ma sa-mu-pu-tha-sa. Nam mô tất sa Phật-vô-a-tô ra-hà-tô sa-ma sa-mu-pu-tha-sa. Nam mô tất sa Phật-vô-a-tô ra-hà-tô sa-ma sa-mu-pu-tha-sa. Kính lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng chánh lương tri. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Thanh Tịnh Đạo với đề mục hỷ trong bốn phần trú. Ở đây thưa quý vị, trước hết chúng ta nên biết rằng là ở trong cuộc sống của chúng ta đều có sự phiền toái. Nó làm cho chúng ta khổ đau dài nhất khi mà chúng ta còn sân hận, còn não hại, còn ganh tị, còn tham chấp. Một người sống với tâm nóng giận, phẫn nộ thì người đó chính bản thân của họ không được an vui.
Và chính cái tâm sân hận đó, cái sự phẫn nộ đó, họ nhìn những chúng sanh khác với cái sự khó chịu, bực bội. Và như vậy thì họ làm cho cái xã hội này, cái tập thể này, trong cái gia đình này nó nóng nảy. Ôi bức ngột ngạt. Thì cái đó thì chúng ta phải tu tập tâm từ. Để chúng ta làm cho mát mẻ. Cái thứ hai là khi mà có người sống có cái ý làm hại lẫn nhau, tìm cách này hay cách khác để tiêu diệt lẫn nhau, thì như vậy cả cái thế giới này đều sống trong cái sự sợ hãi khiếp đảm. Là khi mà mình sống với cái tâm tàn hại người khác, đâu phải là người khác họ bất an, mà chính bản thân mình cũng bất an. Vì sao vậy? Bởi vì khi mình sống tàn hại người khác thì gây nên cái sự oán thù. Với cái sự oán thù đó thì luôn luôn mình có cái tâm sợ hãi những người khác, trực chờ để trả thù. Thế là khi mình sống với cái tâm tàn hại thì mình sẽ đau khổ trước. Thì người Phật tử tu tập, chúng ta nên tu tập tâm bi. Để chúng ta có cái sự mát mẻ và cái tâm an ổn. Từ tâm bi, chúng ta đã học 2 tuần trước. Ngày hôm nay chúng ta học tiếp tục là cái tâm hỷ. Hỷ là một trạng thái vui mừng, hài lòng trước sự thành công của người khác, không có ganh tị, không có đố kỵ. Ở đây, trong cuộc sống của chúng ta, chính do con người có sự đố kỵ, ghen ghét, ganh tị, nên luôn sống trong cái sự hiềm khích. Ở trong gia đình, khi mà những đứa con mà cha mẹ thương yêu đứa này nhưng mà lạnh nhạt với đứa kia, ưu ái đứa này nhưng mà khó chịu với đứa khác, thì dễ đứa mà đứa con mà không bị, nó không được cha mẹ ưu ái, cha mẹ thương yêu, không được cha mẹ thương yêu bằng anh chị em của nó, thì tự nhiên nó khởi lên cái lòng ganh tị. Chính cái sự ganh tị đó nó có thể cầu nhau, có thể cào nhau, hoặc là có thể lén đánh đập
anh em của mình. Thì như vậy chính cái sự ganh tị mà ở trong một gia đình, anh em không có cái sự thuận thảo, sống không có sự an vui. Còn ra ngoài xã hội như vậy, chính do cái sự ghen tức, đố kỵ với nhau về cái sự thành công của người khác, chính điểm đó và làm cho cái cuộc sống này nó trở nên phức tạp và nguy hiểm. Để giải tỏa cái bi kịch đó, thì con người cần phải tu tập hỷ phạm trú. Hỷ phạm trú, thưa quý vị, nó không phải là một cái trạng thái thích thú đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm ngon xúc lạc. Hay là một cái trạng thái giả vờ vui, vui vẻ tán thưởng người khác khi người khác thành công. Cái thái độ giả vờ tán thưởng khen ngợi đó, cái thái độ này là cái pháp, là cái thái độ đối lập gián tiếp của tâm hỷ. Trong khi đó, cái lòng ghen tức là thái độ đối lập trực tiếp với tâm hỷ. Cả hai cái thái độ cực đoan này chúng ta đều phải tránh. Cái sự tu tập tâm hỷ như là một cái đề mục thiền định, gọi là hỷ phạm trú. Bây giờ chúng ta sẽ tu tập như thế nào đây? Thế nào là vị tỳ kheo an trú biết mãn, tâm câu hưởng hỷ? Ở đây, vị ấy trải tâm vui đối với tất cả chúng sanh, cũng ví như kẻ mừng rỡ khi gặp một người thân thương vậy. Nhưng mà chúng ta phải xác định một cái trạng thái tâm hỷ thật sự, tức là mặc dù mình không có vui cười hớn hở ra mặt, nhưng mà cái thái độ bằng lòng với những gì mà chúng sanh đạt được. Bởi vì ở trong A Đàm đó, khi mà nói đến cái tâm sở tùy hỷ mudita cittasika, tâm sở tùy hỷ này nó phối hợp ở trong cái tâm thiện dục giới, cả về cả những cái tâm thọ xả, tâm đại thiện thọ hỷ và somanassa,
và thọ xả upekha vedana. Trong cả tám tâm thiện đều có thể có cái sở tùy hỷ cả. Vì hành giả mới khởi sự tu tập tâm hỷ, không nên bắt đầu với cái người thương vì cái niềm vui khởi lên chỉ vì cái tình thân, sự thân mến. Thì cái đó nó chỉ là cái hỷ phạm trúng cá hình thôi. Khi mà chúng ta thấy cái người thân của mình, người mà mình thương đó, họ được thành công mà mình khởi lên cái sự vui mừng, thì không bảo đảm để chúng ta nói rằng chúng ta có tâm tùy hỷ với chúng sanh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu giả dụ như người đó không phải là người mình thương, như là con cháu hay là quý thuộc, khi họ thành công như vậy, nếu là người dân mà họ thành công như vậy, liệu chúng ta có cái sự bằng lòng, hài lòng với họ hay không? Cho nên trước tiên là chúng ta không nên bắt đầu tu tập tâm hỷ với cái người, với cái người thương. Cũng phải bắt đầu với một người dân hay một kẻ thù. Bởi vì đối với một người dân hay kẻ thù thì mình gượng ép, mình không thể nào mà mình bằng lòng được, mình không thể nào mình hài lòng với cái sự thành công của người đó. Cũng không phải là mình hài lòng với người khác phái và người đã chết. Bởi vì lúc đầu khởi sự mà mình có sự vui thích, có cái sự hài lòng, vừa lòng với cái người khác phái, thì coi chừng cái tâm ái nó sinh khởi, chứ không phải là cái tâm tùy hỷ mudita thật sự. Còn người đã chết thì cũng giống như cái người người dân vậy đó, chúng ta không thể có được cái tâm tùy hỷ. Ở đây nên lấy đối tượng đầu tiên để biến mãn tâm hỷ. Cái đối tượng đó là một người bạn tốt, gọi là Sundara Sahayo hay là Sanda Sahaya. Một người, vì một người bạn tốt sẽ rất thân để luôn luôn hài lòng khi nghe thấy anh ta vui vẻ hạnh phúc mà không cảm thấy ghen tức. Gọi hẳn gì? Chỉ là một người bạn tốt thôi, đủ để cho mình phát triển cái tâm bi ở cái tâm hỷ đầu tiên. Khi nghe thấy người bạn ấy được vui vẻ hạnh phúc thì hành giả có cái tâm hài lòng, nghĩ rằng tốt quá, mong cho người này không mất đi hạnh phúc đã được. Aho sa thu su thu,
Sampatta Sukato Mawinastu. Cái câu Pali ở trong thanh tịnh đạo nói như vậy, nhưng mà chúng ta chỉ cần hiểu ý nghĩa chúng ta mà tu tập cũng được rồi thưa quý vị, khỏi cần phải đọc cái câu Pali. Nhưng mà cũng không cần phải suy nghĩ cho nó đúng từ, tốt quá, mong cho người này không mất đi hạnh phúc đã đạt được. Chúng ta không cần phải đi đúng đường đi, mà chúng ta chỉ có cái sự suy nghĩ mong cho người này được thành tựu hạnh phúc cũng được, hoặc là chúng ta nghĩ rằng trong quá khứ người này đã tạo nhiều điều lành nên nay vui vẻ hạnh phúc như vậy cũng được, hoặc là suy nghĩ người này đang làm điều lành như vậy trong tương lai nó sẽ được vui vẻ hạnh phúc cũng được. Chúng ta suy nghĩ gì cũng được. Ở khía cạnh nào hành giả cũng hài lòng với người bạn thân bằng cách là suy nghĩ như thế, thì đó là cái cách mà chúng ta tu tập cái tâm hỷ. Sau khi đã khởi tâm hỷ với một người bạn thân thì hành giả có thể hướng tâm ấy tuần tự với người dân là đối tượng thứ hai kế tiếp, rồi đến một người thù là đối tượng kế tiếp. Niềm hận khởi lên nơi hành giả thì nên làm cho nó lắng xuống, theo như đã nói trong phần tu tập tâm từ. Ở đây có nghĩa là khi chúng ta còn phàm phu thì trong tất cả chúng ta phần lớn là chúng ta sẽ có cái tâm khó chịu khi nghe người khác được thành lợi, được thành công, nghe người khác được khen tặng, hay là nghe người khác được mọi sự tốt đẹp thì mình khởi lên cái niềm khó chịu. Thì vị hành giả nên làm cho lắng xuống cái sự khó chịu đó. Chúng ta có thể suy nghĩ rằng là có lợi ích gì cho ta khi ta ganh ghét với người đó, thì nó có được lợi lạc gì hết. Hoặc là suy nghĩ khi ta khởi lên tâm ganh ghét người đó thì mình trở nên xấu xí, mình sống trong cái trạng thái đau khổ, sắc mặt không được vui tươi. Mình nghĩ như vậy cho nên mình loại bỏ cái tâm đó. Nó có một cách suy nghĩ cũng hay thưa quý vị. Nếu mà chúng ta có cái tâm đã được trưởng thành, được lớn mạnh đó, thì chúng ta gặp những chúng sinh khác mà được thành lợi đó, thì chúng ta nghĩ rằng mong cho những chúng sinh này được thành tựu, thành lợi
đừng mất đi những thành lợi nó đạt được. Nhưng nếu mà chúng ta không có được một cái tâm cao cả như thế thì chúng ta nên suy nghĩ rằng những chúng sanh mà được thành lợi như vậy là do nhờ nó đã tạo cái công đức đời trước nên nó mới có như vậy. Chúng ta chỉ suy nghĩ như vậy nó cũng làm cho tâm của chúng ta lắng dịu xuống cái sự khó chịu, cái sự bực bội. Và thưa quý vị, khi mà vị hành giả đã trấn an tâm mình và suy nghĩ thông thoáng để có thể sẵn sàng trú trong tâm từ rồi đó, hành giả nên phá cái hàng rào ngăn bằng cái tâm bình đẳng trải khắp bốn hạng người. Tức là bản thân mình, người thân, người dưng và người thù. Để rồi cái tướng định hay là ứng chứng thiền sinh khởi. Hành giả duy trì ứng chứng ấy, tu tập sung mãn cho đến đạt được ba thiền hay là đạt được bốn thiền, đó là nói theo cái hệ thống kinh tạng hay là ví dụ tạng. Và cũng giống như từ bi hỷ phạm trú cũng chỉ đạt đến các cái tầng thiền thọ hỷ thôi, chứ không có đạt được cái tầng thiền thọ xả, tức là ngũ thiền. Không đạt được thiền thọ xả vì tính năng của đề mục, bởi vì ở đây tức là phải một trạng thái thỏa thích. Đã đưa đến cái thiền thọ hỷ, kế tiếp hành giả biến mãn hỷ tâm đến tất cả chúng sanh vô lượng không giới hạn. Cuối cùng chúng ta nên biết cái sự tu tập đề mục hỷ phạm trú dầu cho chúng ta không có đắc được các tầng thiền, nhưng mà ít ra chúng ta cũng được 11 cái lợi lạc, như là ngủ yên vui, thức dậy được yên vui, không chiêm bao ác mộng, được phi nhân thương mến, loài người thương mến, sắc mặt tươi tỉnh v.v. Giống như là lợi ích của tu tập tâm từ và tâm bi vậy. Như vậy thì cái đề mục
hỷ phạm trú. Chúng ta chỉ nhớ có bốn điểm quan trọng. Thứ nhất là cái trạng thái hỷ ở phạm trú, là cái sự bằng lòng với sự hài lòng với hạnh phúc của chúng sanh khác, không có ganh tị, cũng phải là xu hướng quy định. Thứ hai là khi mà tu tập tâm hỷ cái đối tượng đầu tiên thì chúng ta nghĩ đến một người bạn thân mà tốt, có tính tốt, để chúng ta phát triển cái trạng thái tâm hỷ trước đó mới đi đến cái chỗ người dưng hay thù hay là người thân. Thứ ba là khi mà phát triển mà tu tập hỷ phạm trú có thể đạt chứng đạt được thiền chỉ an chỉ định, mà chỉ là thiền tâm thiền thọ hỷ. Thứ tư là lợi ích của việc tu tập phạm trú được 11 cái điều ngủ là vua đâu thèm chốt được. Có lẽ là hôm nay cái điều mục xã cho nó hoàn tất bốn cái phạm trú thôi, thì bây giờ chúng ta nói đến cái điều mục xã ở bên kha. Mặc dù cũng dùng cái từ Upekha, nhưng mà xã ở đây không phải là thọ xã Upekha Vedana, mà đề một xã ở đây tức là cái hành quẩn Trung Hòa Tạch Trác Machatata. Đó là một trạng thái yên bình, thản nhiên, không bận tâm cái đối tượng vui hay khổ, nhưng không phải là thái độ lãnh đạm thờ ơ của thọ xã. Cái thái độ xã thọ là đối lập gián tiếp với thọ xã phạm trú, với xã phạm trú. Còn thái độ ưa và ghét là cái nghĩa đối lập trực tiếp với xã phạm trú. Hành giả tu tập xã phạm trú
trở lại đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của ngài. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, cảm ơn răng đông. Dạ, con cung thính ngài, cảm ơn trở lại ạ. Mới thấy con từ từ sẽ vui tâm bi đựng lễ ở trong cái tâm xã phòng trú. Tôi thấy chúng tôi chúng tôi cũng học một chút nữa. Ở trong bộ Sanh Gát, bộ phân tích của Tạng Diệu Pháp có nói cũng ví như người khi thấy một kẻ xa lạ không thương không ghét, người ấy nhìn thản nhiên cũng vậy. Vị tỳ kheo biến mãn tâm xã bình thản với tất cả chúng sanh như thế. Nhưng trước hết hành xã, hành giả nên khởi dậy tâm xã đối với cái đối tượng là một người dân. Cái tâm xã, tu tập tâm xã này đi ngược với mấy cái đề mục kia thôi, từ bi hỷ thì chúng ta không nên. Đối với đối tượng đầu tiên là khởi sự đối tượng là người dân. Nhưng mà đối với tâm xã thì mình phải lấy cái đối tượng đầu tiên là người dân, là người không ưa không ghét. Rồi qua người dân ấy, hành giả phá cái những hàng rào ngăn và những cảm xúc tâm lý đối với người thương, người thân và kẻ thù. Cuối cùng là giữ công bình đẳng giữa các hạng người ấy với chính bản thân mình. Khi có sanh ấn chứng cận tâm xã đã kia biến mãn vô lượng, không bị giới hạn. Và khi hành giả làm như thế thì tức thiền hay ngủ thiền sẽ khởi lên nơi hành giả. Một điều nên biết là chỉ có hành giả đã đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền với ba đề mục phạm trú từ bi hỷ rồi mới tiếp tục an trú đề mục xã và chứng thiền định, chứng an chỉ định tứ thiền hay ngũ thiền. Được như thế vì từ bi hỷ xã có cùng một đối tượng là chúng sanh. Cái này chúng ta cũng phải chú ý chút xíu. Bởi vì nếu như mà giảng giải về cái pháp vô lượng tâm, tu tập vô lượng hay tu tập phạm trú á, thì chúng ta rất dễ nhận ra. Nhưng mà khi chúng ta trình bày từ bi hỷ xã là bốn cái đề mục của thiện chỉ thì chúng ta
nói theo cái đường lối để chứng đắc được tiền, nên quý vị cũng cũng khó nhận luôn. Thì sự tu tập xả phạm trú nó cũng có 11 cái lợi ích, như là ngủ được an vui, thức được an vui vân vân. Ở trong cách tu tập 4 cái đề mục phạm trú, ở trong thân tịnh đạo, nhưng mà ở đây tôi muốn nhắc thêm để Phật tử chúng ta có thể tu tập cho nên gọn. Tu tập tâm từ là chúng ta suy nghĩ rằng sape sa sukta hồ tú hoàn tú, mong cho tất cả chúng sanh được sự an vui. Tình tu tập tâm bi là chúng ta suy nghĩ là sape sata dukkha pamun chân tú, mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau. Tu tập tâm hỷ là chúng ta suy nghĩ sape sata sampatti samicchantu, mong tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc. Hay là thành tựu sự thành lợi. Và tu tập tâm xả là chúng ta suy nghĩ sape sata kammasaka hon ti, tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp riêng. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy đủ thú vị. Chúng tôi nghĩ rằng 4 điều 1 phạm trú này có lẽ trong cái thời hiện tại đó, chúng ta nên tu tập nó như là một thiện pháp để cho tâm được an vui. Chứ chúng ta cũng không cần lấy 4 điều 1 này để tu chứng thiền sắc giới mà sanh về cõi phạm thi sắc giới. Một là vì qua cái lĩnh vực thiền thì chúng ta phải công phu an trú trên địa mục, phải niệm như thế nào để chúng ta phát sinh lên ứng chứng, cái đó khó lắm thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng không có thiết tha gì đối với cái cảnh giới tái sanh phạm thiên, nơi đó rồi cũng phải vô thường, hết tuổi thọ thì cũng phải sanh xuống, sự luân hồi là khổ, cho nên chúng ta không cần thiết. Nhưng mà chúng ta tu tập 4 phạm trú như Đức Phật ngài dạy này, các tỳ kheo từ tâm giải thoát được, tu tập được làm sung mãn, thời sẽ khiến cho sân tâm được đoạn trừ. Vì tâm giải thoát này các vị kheo nếu được tu tập làm cho sung mãn, thời sẽ làm cho hại tâm được đoạn trừ. Hỷ tâm giải thoát nếu được tu tập làm cho sung mãn này các vị kheo sẽ làm cho bất lạc tâm được đoạn trừ. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không?
sao hôm nay chúng tôi gặp trục trặc quá, nó cứ báo tín hiệu hoài. Dạ, cảm ơn quý vị. Rồi xả tâm giải thoát, nếu được tu tập làm cho sung mãn thời cái sự tham chấp dính mắc được đoạn trừ, thì chúng ta cố gắng chúng ta tu tập như vậy để chúng ta có được cái cuộc sống an lạc. Kết luận trong 4 điều 1 phạm trú, từ bi xã được gọi là phạm trú Brahmavihara, có nghĩa là những trạng thái tâm an trú vô nhiễm vô khấu, cũng như phạm thiên là những chúng sinh vô nhiễm. Một lẽ nữa, hành giả sống từ bi hay xã là an trú với sự an trú ngang hàng với phạm thiên, do đó cho nên gọi là phạm trú Brahma Vihara. Từ bi hy xã được gọi là vô lượng tâm Appamanya, vì đối tượng của 4 phạm trú này là vô lượng chúng sanh, hay vì tâm biến mãn với 4 điều 1 này có phạm vi quảng đại rộng vô lượng. Về mục đích thì 4 phạm trú này có mục đích chung là đem đến sự an vui. Hiện tại và thành tựu một sanh hữu tốt đẹp ở tương lai. Với mục đích riêng thì từ tâm có mục đích là xuất ly sân hận, bi tâm có mục đích là xuất ly não hại, hỷ tâm có mục đích là xuất ly tật đố, ganh tị, xả tâm mục đích là xuất ly ái nhiễm. Đó là chúng ta đã nói xong về 4 điều 1 phạm trú. Trong bất cứ trường hợp nào, khi mà chúng ta tu tập 4 phạm trú như là điều 1 thiền định cũng được, nhưng mà chúng ta tu tập 4 phạm trú như là những thiện pháp để đợi duyên cho tâm thiền quán thì cũng tốt. Tập phẩm trú như là thiền chỉ và trợ duyên cho thiền quán đi nữa, thì tu tập nó cũng sẽ một cái tâm thái cao thượng, tự tại ở trong cái cuộc hỗn loạn này. Ở trong Milinda Banha, ngài đã có nói trời mưa, cái đặc tính của trời mưa trước hết là trời mưa làm cho cái sức nóng của mặt đất này đã được lắng dịu, được mát mẻ. Cũng như một người tu tập tâm từ phân tích thì làm cho
cái sự nóng nảy nhiệt não của tham sân si được lắng dịu, làm cho sân tâm được ở trong cuộc sống này thì nó đã quá nó bức rồi. Chúng ta nên an trú vùng bốn vô lượng tâm để chúng ta có sự an, giống như mưa làm cho nó hạ cái nhiệt độ của mặt đất vậy. Tu tập như vậy thì nó cũng có cái sự an vui thưa quý vị. Cho nên trong bốn, trong những cái đề mục thiền như là mười biến xứ, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hương hoa ánh sáng, chúng ta không cần tu tập cái đề mục đó cũng được. Hay là mười đề mục bất mỹ, tức là mười đề mục tử thi, chứ không có cái cơ hội, không có điều kiện như là những vị tỳ kheo sống ở gần cái bãi Tha Ma mộ địa thì vị đó nhìn tử thi, hay ở trong rừng bắt gặp những cái bộ xương thì các vị đó mới quán cái tâm bất mỹ, tức là không đẹp, để ngăn trừ những tham ái, những cái sự lo âu sợ hãi cũng được. Nhưng mà người Phật tử chúng ta có thể niệm về tâm từ, tâm bi, tâm hiện, tâm xả, bốn vô lượng tâm. Hay là chúng ta niệm về hơi thở, vân vân. Chúng ta có thể tu tập về những cái điều đó. Bốn mươi đề mục thiền, thiền chỉ, bốn mươi đề mục thiền chỉ, trong đó có 30 đề mục đắc thiền, 26 đề mục đắc thiền sắc giới và 4 đề mục đắc thiền vô sắc. Tuần sau này, thứ bảy tuần sau đó, chúng ta sẽ học 4 đề mục vô sắc. Nhưng mà bốn đề mục vô sắc này thì lại không cần thiết nữa. Nhưng muốn cho nó đầy đủ cái giáo trình dạy và học thì chúng tôi cũng sơ qua bốn đề mục vô sắc. Nhưng mà bốn đề mục vô sắc này thì khó hiểu lắm thưa quý vị, và nó cũng không cần thiết. Cho nên tuần sau chúng ta chỉ dành ra cỡ khoảng chừng 5-10 phút để chúng ta nói về bốn đề mục vô sắc, rồi sau đó chúng ta sẽ bước qua 10 đề mục tùy niệm nó cần thiết, 10 đề mục tùy niệm cần thiết. Sau khi học hết 40 đề mục này rồi, lúc đó chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe những cái ý nghĩa, những cái đề mục nào mà chúng ta cần tu tập và những cái đề mục nào mà chúng ta không cần thiết phải tu tập. Bây giờ thì chúng tôi kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Và kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rùm, rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua sinh hoạt ở rùm lớp Phật Pháp của Thịnh. Nam Mô Bụt Thầy.
Không tu sắp mang lang ra khăn tu sắp đề qua ta sắp bồ đề nữ phà về na sa ra so thi phong văn chú tê Không qua tu sắp mang lang ra khăn tu sắp đề qua ta sắp bàn hàm ma nữ phà về na sa ra so thi phong văn chú tê Không qua tu sắp mang lang ra khăn tu sắp đề qua ta sắp bàn sang kha nữ phà về na sa ra so thi phong văn chú tê Tất cả hạnh phúc hàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai